Trong một thông báo chính thức, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Úc Châu gọi tắt là ACCC cho biết họ đã tiến hành các thủ tục pháp lý riêng biệt tại tòa án liên bang đối với Woolworths và Coles vì cáo buộc vi phạm luật người tiêu dùng Úc bằng cách đánh lừa người tiêu dùng thông qua các tuyên bố giảm giá đối với hàng trăm sản phẩm phổ biến. Theo đó, nhiều mặt hàng chịu mức tăng giá ít nhất 15% trong một thời gian ngắn trước khi được đưa vào chương trình khuyến mãi Prices Dropped của Woolworths và chương trình khuyến mãi down down của Coles với mức giá thấp hơn trong thời gian giá tăng đột biến thế nhưng cao hơn hoặc bằng với mức giá trước đợt tăng đột biến. Một thí dụ được trích dẫn như sau. Woolworths bán Oreo Family với giá ban đầu là 3.5 đô la trong gần 2 năm, sau đó tăng giá lên 5 đô la trong thời gian 22 ngày rồi giảm xuống 4.5 đô la khi áp dụng chiến dịch giảm giá. Và đối với Coles, giá một gói Strepsils vị chanh đã tăng từ 5.5 đô la lên 7 đô la, trước khi lại giảm giá xuống còn 6 đô la. ACCC cho biết, những chiến thuật này đã mang lại hàng triệu đô la doanh thu cho các siêu thị. Chủ tịch ACCC Gina Cascotlip nói rằng, Woolworths và Coles đã đánh lừa khách hàng bằng các khoản giảm giá ảo tưởng. Bà nói, sau nhiều năm các chiến dịch tiếp thị của Woolworth và Coles, người tiêu dùng Úc nghĩ rằng các chương trình khuyến mại như là Price Drop và Dow Dow liên quan đến việc giảm giá dài hạn đối với các sản phẩm siêu thị thông thường. Tuy nhiên, trong trường hợp của các sản phẩm này thì chúng tôi cáo buộc rằng giá khuyến mãi Price Drop và Dow Dow mới trên thực tế cao hơn hoặc là bằng giá thông thường trước đó. Chúng tôi cáo buộc rằng Woolworth và Coast đều vi phạm luật người tiêu dùng Úc bằng cách đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm về các khoản giảm giá, trong khi thực ra thì các mức giảm giá đó chỉ là ảo tưởng. ACCC đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu bằng cách sử dụng các mối liên hệ trong ngành và giám sát phương tiện truyền thông xã hội. Hành động pháp lý đã diễn ra sau cuộc điều tra của thượng viện về giá các mặt hàng ở siêu thị và kêu gọi cải tổ toàn bộ ngành để bảo đảm mọi người có thể mua được các mặt hàng thường ngày trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Thủ tướng Anthony Albanese đã đưa ra những lời lẽ mạnh mẽ chống lại các đại gia siêu thị theo sau những cáo buộc của ACCC. Ông Albanese công bố dự thảo quy tắc ứng xử trong ngành thực phẩm và hàng tạp hóa, được biết sẽ trình lên quốc hội trong năm nay với mục đích bảo đảm các siêu thị lớn phải đối mặt với mức phạt hàng triệu đô la nếu vi phạm nghiêm trọng quy tắc before Ông nói, đây là những cáo buộc nghiêm trọng mà ACCC đưa ra trước tòa án. Nếu điều này được xác định là sự thật, thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây không phải là tinh thần của người úc. Khách hàng không đáng bị các siêu thị đối xử như những kẻ ngốc. Trong một tuyên bố, Woolworths Group cho biết họ sẽ xem xét cẩn thận các cáo buộc và tiếp tục hợp tác với ACCC về vấn đề này. Amanda Badwell tổng giám đốc điều hành của Woolworths Group cho biết. Chương trình Price Drop của chúng tôi được đưa ra để cung cấp cho khách hàng giá trị hàng ngày tuyệt vời cho các sản phẩm yêu thích của họ. Chúng tôi vẫn cam kết cung cấp nhiều cách để khách hàng tiết kiệm khi thanh toán. Trong khi đó, Coles Group cho biết họ nghiêm túc coi trọng việc tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng của Úc và có ý định bảo vệ các thủ tục tố tụng. Trong một tuyên bố gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Úc vào thứ Hai, đại diện tập đoàn này giải thích các cáo buộc liên quan đến giai đoạn lạm phát chi phí đáng kể khi Kohl's nhận được một số lượng lớn các khoản tăng giá từ các nhà cung cấp của chúng tôi. Và ngoài ra thì chi phí của riêng Kohl's cũng tăng lên dẫn đến việc tăng giá bán lẻ của nhiều sản phẩm. Nếu thua trong vụ kiện và bị kết luận là có tội, cả Kohl's và Woolworths đều sẽ phải nộp các khoản tiền phạt. Điều mà ACCC kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn các hành vi xấu thì các gã khổng lồ bán lẻ trong tương lai. ACCC cũng cho biết họ sẽ yêu cầu tuyên bố và lệnh dịch vụ cộng đồng có thể dẫn đến việc cả hai siêu thị sẽ tài trợ cho một tổ chức từ thiện nhằm cung cấp bữa ăn cho những người úc đang cần